Đồ gỗ Hoàng Hải xin kính chào quý vị các bạn. Ở trong video ngày hôm nay thì Đồ gỗ Hoàng Hải muốn giới thiệu tới quý vị các bạn đó là một cái tác phẩm, một cái cây đàn. Đây là một cái cây đàn trước mắt quý vị các bạn đang thấy đấy ạ. Đây là một cái đơn hàng mà bên cơ sở đã làm hàng đặt cho một anh khách bên anh đang sinh sống và làm việc ở bên đất nước Úc xa xôi quý vị ạ. Trước giờ đóng gói bàn giao cho anh thì Đồ gỗ Hoàng Hải muốn ghi lại một cái video ngắn để gửi tới quý vị các bạn có đang xem trên kênh, cũng như là gửi tới anh, một người phải nói cực kỳ yêu đàn. Anh đã sưu tầm những cây đàn cũng như là làm những tác phẩm tự anh sáng tác, tự anh chế tác những cái mẫu mã rất là nhiều, lên đến hàng tỷ quý vị ạ. Phải nói những cái cây đàn cực kỳ giá trị và cũng rất là nhiều, tốn kém rất là nhiều tiền. Anh làm anh để dành tặng, anh để chơi, rất là nhiều sản phẩm. Anh muốn sưu tầm những cây đàn và anh có đặt bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải là cảm cho anh. Đó, như quý vị đang được nhìn thấy đây, quý vị hãy bớt chút thời gian để cùng với Đồ gỗ Hoàng Hải sẽ quay lại một cái tác phẩm, đó là cái cây đàn. Đồ gỗ Hoàng Hải sẽ quay chi tiết từng thứ một để quý vị có thể thấy được. Như quý vị đang được nhìn thấy trên màn hình, đó là cái cần đàn đấy ạ. Đó, đây là một cái cần đàn. Đó, chất liệu gỗ và được bên cơ sở khảm theo yêu cầu của anh. Tất cả những mẫu mã anh đều tự anh sáng tác, tự anh vẽ và đã gửi cho bên Đồ gỗ Hoàng Hải để Đồ gỗ Hoàng Hải sẽ chế tác cho anh một tác phẩm phải nói là cũng là rất là đẹp quý vị ạ. Những cái hình thù nó rất là độc lạ, không bao giờ có trên thị trường quý vị ạ. Đó, đây là một cần đàn. Đó, bên cạnh đấy nữa cũng được bên cơ sở làm những cái nốt đàn. Những ai yêu âm thanh, yêu đàn thì sẽ nhìn phát là sẽ biết luôn này quý vị này. Còn đây là một cái lỗ âm thanh. Đó, đây là một cái lỗ âm thanh mẫu mã hoa văn họa tiết. Và đây là tên chiêu rao. Cái vòng lỗ âm thanh này sẽ được gắn với cái cây đàn mà anh muốn tặng danh ca chiêu rao người dân tộc trong Tây Nguyên. Đó, cây đàn này anh sẽ tặng danh ca chiêu rao. Và đây là cái cần đàn nữa đấy ạ. Để bên cơ sở khảm logo, logo do anh tự chế tác, tự sáng tác. Đó, độc lạ. Và cuối cùng đây là một cái thùng đàn. Đó, một cái thùng đàn này được bên cơ sở cắt ra sóng âm yêu cầu của anh, làm một sóng âm được phân màu hai màu, từ màu xanh và màu đỏ. Bên ngoài thì được bên cơ sở vẽ những cái đường chỉ, đường chỉ bằng ốc xanh. Bên cạnh đây cũng vậy, tất cả những cái cạnh này cũng được bên cơ sở vẽ chỉ xung quanh. Đó, đặc biệt ở mặt trước thì sẽ được bên cơ sở, nếu quý vị nhìn qua thì có thể thấy được cũng giống như mặt sau. Đó, thế nhưng không phải. Đó, ở mặt trước này thì được bên cơ sở làm cái đường chỉ màu xanh xuyên suốt, nhưng khi tới đoạn giữa đây thì nó sẽ đổi màu đỏ đấy ạ. Quý vị đang nhìn thấy đấy ạ, sẽ được đổi màu đỏ dần, đỏ dần, đỏ dần. Đó, quý vị đang thấy, nhìn thấy màu đỏ dần đấy ạ. Đúng không? Đó, đó là cái sự đặc biệt của cái đường chỉ này. Và sau clip này thì Đồ gỗ Hoàng Hải cũng sẽ đóng gói và gửi cho anh, lập tức gửi cho anh một cái tác phẩm rất là đẹp.
thông qua kênh thì Đỗ Hùng Hải cũng xin chân thành cảm ơn anh. Anh đã tin tưởng và đặt hàng bên cơ sở của Đỗ Hùng Hải. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Quý vị và các bạn quan tâm đến những sản phẩm khảm ốc, xin vui lòng liên hệ Zalo số 0984368681 để được bên cơ sở Đỗ Hùng Hải tư vấn và phục vụ quý vị. Quý vị có thể về tại địa chỉ làng nghề khảm trai truyền thống thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để xem trực tiếp những sản phẩm mà bên cơ sở đang trưng bày tại không gian trưng bày của Đỗ Gỗ Hải. Và quý vị ở xa thì có thể theo dõi trên kênh Facebook, YouTube, nhấn vào từ khóa Đỗ Gỗ Hải. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ bên cơ sở Đỗ Gỗ Hải. Bên cơ sở Đỗ Gỗ Hải ngày một phát triển hơn. Bên cơ sở Đỗ Gỗ Hải đang làm trực tiếp tại cơ sở của Đỗ Hùng Hải, cam kết uy tín, chất lượng, bảo hành dài hạn, không qua khâu trung gian. Đó. Đây là cái không gian làm việc. Đó. Ngồi cưa đấy. Thợ đang cưa trực tiếp tại cơ sở của Đỗ Hùng Hải. Và đằng trước đây là một cái không gian trưng bày. Đó. Không gian trưng bày của bên cơ sở Đỗ Hùng Hải. Rất là nhiều những cái tác phẩm tranh ảnh. Ở đây là một cái thùng xốp Đỗ Hùng Hải đã chuẩn bị sẵn để chuẩn bị đóng gói để chuyển tới tay anh. Sau đây thì Đỗ Hùng Hải cũng xin khép lại video ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau. Xin kính chào.